Xin chào tất cả anh em nha. Thì bữa nay cũng gần Tết anh em, 24 Tết rồi. Thì mình cũng đi đánh thêm chút điểm. Tối thì đánh được 4 5 con tê tê vậy á, với lại một con chích dì than anh em. Rồi hồi sáng là đem về rồi, rồi bây giờ lưới còn căng đây. Bây giờ sáng vô lại về xong đem bán chích chè than rồi bây giờ vô lại. Nói chung là hồi sáng thì lúc trưa trưa đây nó dính được mấy con đó nè, nó dính được hai quắc. Dính được hai quắc nữa nè, hai quắc với lại mấy con cua đất á, với lại mấy con chim tùm lum hết. Hàn Quốc với lại thêm đem một con chích chì than nữa nha, dính thêm một con nữa. Hồi sáng dính con đem về bán cho anh kia rồi, rồi lúc lúc trưa trưa cỡ 11 giờ mấy bắt đầu cái dính thêm một con nữa. Được con chích chì than đẹp đây, Hàn Quốc với lại mấy con ấy nữa. Giờ em xuống thăm lưới một lần nữa rồi chuẩn bị thu lưới về, tại ở trong đi ở đây xa lắm em, đi vô núi cho mấy hai mươi mấy cây số rồi nè. Đi ở lại từ 3 giờ chiều qua là vô tới đây rồi đánh lưới đánh đồ xong hết rồi ở lại một đêm, rồi sáng về sợ con chích chè nó mệt á, rồi chạy về bán chích chè rồi sẽ đưa lại dính đường con nữa. Rồi thêm hai em quắc đây với lại mấy con cu, hai em quắc mấy con cu lại mấy con chim tùm lum tà la hết. Bây giờ em đi xuống thăm lưới tiếp rồi chuẩn bị thu lưới luôn nha. Chiều nay về. Rồi ngày mai coi mà ngon ngon không có làm gì thì đi đánh bữa nữa nha. Giờ cũng gần Tết rồi. Đánh kiếm thêm chút đỉnh. Em giăng đây cũng giăng có hai tay à, để có cái hồ nước này nè. Lê lê mới bữa trước ấy thấy lê lê nó về mà nói chung là tối nó về mà nó không có xuống, nó có cái bào nước nhỏ nhỏ ở đây về nó mà nó không 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 chịu xuống mà cái quánh cái bào này là chủ yếu là quánh lê lê. Đấy. Mà rốt cuộc nó không xuống. Dính gì không? Bào nước đây nè. Đây anh tay muốn bao cái bào nước nè. Bào nước này trong giữa rừng anh em nên lên lên nó về nó ăn nó ở đây. Vậy thôi em xin kết thúc video tại đây nha anh em. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha.